Rồi, cho các bạn lấy hôm nay thì tiếp tục đáp ứng yêu cầu các bạn với bài Đời còn cô đơn trên tổng là thứ bảo được tiền cho các bạn. Bài này thì các bạn cũng có comment nhờ mình ha, các bạn nói là bài Đời tôi cô đơn rồi ghi cái tiêu đề, ghi cái phần lời bài hát cho mình. Thì ra cái này là không phải là Đời tôi cô đơn nha các bạn, mà là Đời còn cô đơn, cho nên các bạn không biết. Rất là nhiều bài nó liên quan, nó na ná với nhau, ví dụ như Người yêu cô đơn đó, nhưng mà các bạn thường gọi là Đời tôi cô đơn đó. Đời tôi cô đơn bên hôm qua vẫn cô đơn gì đó ha, rồi hoặc là bài Tôi vẫn cô đơn, rồi bài hôm nay là bài Đời còn cô đơn ha, cho nên các bạn phân biệt để khỏi nhầm lẫn nha các bạn. Rồi vừa rồi mình cũng đàn và hát mẫu, bài tham khảo không biết có dính bản quyền hay không nha. Nếu mà dính bản quyền thì chắc chắn các bạn xem các bạn không thấy rồi, thì các bạn cứ gõ bài hát mẫu Đời còn cô đơn Biêu Chương, rồi các bạn gõ vậy sẽ ra cái clip hát mẫu của mình, rồi xem clip hát mẫu để các bạn tham khảo mình đàn hát như thế nào. Dựa vào đó chút xíu nữa mình chia sẻ, các bạn cứ dựa vào đó các bạn tập, các bạn hình dung tập cho nó dễ cho nó nhanh ha. Rồi rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn. Rồi đầu tiên thì mình chia sẻ các bạn nốt solo trước đi ha, theo cầu các bạn là solo và điểm hát luôn, thì mình chia sẻ nốt solo rồi sau đó mình đi vào phần điểm hát cho các bạn sau nha. Rồi bài này đoạn 1, đoạn 2, điệp khúc và đoạn cuối vậy thôi nha các bạn. Rồi bây giờ nốt solo của đoạn đầu tiên. Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ. Rồi là đô là mi la pha mi rê đô mi, là đô là mi la pha mi rê đô mi. Rồi tiếp, mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào. Là đô là rê mi rê đô si mi là đô là rê mi rê đô si mi là. Rồi tiếp, ngày tôi 18 chót yêu ai bằng trái tim. Rồi mi la son si đô si si là đô si. Mi la son si đô si si là đô si. Tiếp, tôi say vào giấc mộng nhưng đâu ngờ duyên không thành. Rồi si si là si mi mi rê đô si. Si si là si mi rồi xong đó. Solo của đồng một sao giải nốt được cái dãy số cho các bạn, dựa vào đó các bạn biết là nó những nốt đó đang chỗ nào, bấm chỗ nào ha. Rồi đó là nguyên đoạn 1. Rồi qua đoạn 2. Đoạn 2 thì rất đơn giản thôi, chỉ thay đổi cái câu cuối cùng là thành đoạn 2, còn những câu trên y chang đoạn 1. Đời tôi tự ớ với cô đơn như tình nhắn, một thân lẻ loi biết ai chia sẻ nỗi buồn, và tôi đã gửi gắm tâm tư qua khúc ca. Đó, tới đây ba câu đầu này thì hát cái giai điệu nó như cái đoạn 1 thôi ha. Rồi tới câu cuối khác nè, tôi không hề trách đời hay giận người phụ tình tôi. Đó, cho nên là câu cuối này các bạn sẽ có giải nốt này. Si si la si mi mi đô re mi son la. Si si la si mi mi đô re mi son la. Đó rồi, đoạn 1 đoạn 2 như nhau, thay đổi câu cuối cùng thôi là các bạn có nốt solo của đoạn 2 rồi đó nha. Rồi, còn những câu trên solo chàng đoạn 1. Rồi bây giờ là điệp khúc. Điều lúc đi khúc thì các bạn chia hai phần cho mình đi nha, nó hơi dài, các bạn chia hai phần và hai phần nó cũng na ná nhau, các bạn dễ hình dung, các bạn tập cho nó dễ nha. Rồi cũng như là các bạn đoạn 1 đoạn 2, bây giờ điệp khúc thì các bạn cũng chia phần 1 phần 2 ha, phần 2 nó ná, phần 1 thay đổi câu cuối thành phần 2 đó. Rồi bây giờ phần thứ nhất của điệp khúc. Lòng tôi chôn vùi một mối tình, mì la la mì mì lá rề, mì la la mì mì lá rề. Rồi tiếp, mười năm qua rồi chưa lãng quên. Đồ rê rê đồ mi son mi, đồ rê rê đồ mi son mi. Rồi tiếp, chuyện xưa day dứt mãi trong tim. Mi si si rê rê đồ đồ, mi si si rê rê đồ đồ. Rồi tiếp, giọt sầu cháy trong đêm. La la đồ si si, la la đố si si. Rồi tiếp, thương cuộc tình đã dở dang. La rề mì la đố si, la rề mì la đố si. Rồi xong phần thứ nhất của điệp khúc. Rồi tới phần thứ hai, rồi những câu trên y chang, thay đổi câu cuối cùng là xong ha. Làm sao quên được thuở ban đầu, đó là cả y như cái phần thứ nhất ha. Tình xưa bây giờ thành nỗi đau, đời tôi năm tháng vẫn long đong, thuyền tình vẫn linh đinh, tới đây nó vẫn như phần thứ nhất. Rồi khác câu này nè, giữa dòng đời đầy bao dông. Nó khác câu này, rồi cho nên câu này các bạn có những nốt này. Rồi la đồ mi mi đô la, la đồ mi mi đô la, giữa dòng đời đầy bão giông. Rồi đó là xong cái nốt solo điệp khúc ha, nó chia hai phần như vậy, các bạn tập rất là lẹ.
Và thứ hai y chang phản nhất thay đổi câu cuối cùng thôi. Rồi còn đoạn cuối thì các bạn cứ solo y chang như đoạn 2. Đoạn 2 solo thế nào, đoạn cuối solo y chang vậy nha. Cái lời văn nó khác nhưng các bạn solo y chang là được nha các bạn. Rồi coi như là xong phần full solo cho các bạn, rất đơn giản nha. Và phần điểm hát này cũng cực kỳ đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần điểm hát cho các bạn. Điểm hát cũng khá đơn giản, bài này các bạn tập lẹ lắm. Và các bạn điểm bài này thì chỉ cần sử dụng 4 âm thôi, la thứ, rê thứ, mi bãi và đồ trưởng thôi ha. Rồi coi như khỏi sử dụng pha trưởng và son trưởng. Rồi và phần intro bài này thì cũng cực kỳ đơn giản luôn và rất là ngắn thôi. Rồi bây giờ mình chia sẻ các bạn chậm nhiều lần để bạn nào cũng có thể đàn được intro này và áp dụng điểm hát bài này nha. Rồi intro cũng chia hai phần để các bạn hình dung. Rồi phần thứ nhất các bạn đàn thế này: mi fa mi đô. Phần thứ nhất này đàn chậm chậm thôi ha. Phần thứ hai nó y chang phần thứ nhất những nốt đó thôi, nhưng mà cả đàn khác chút xíu mà còn nốt thì y chang cho nên rất là dễ. Phần thứ nhất có những bạn chia làm 4 câu vậy đó ha. Mi fa mi đô, mi fa mi đô bấm đô trưởng rải cái. Rồi đàn tiếp: mi fa mi si, mi fa mi si xong bấm mi trưởng rải cái. Rồi đàn tiếp câu giống y vậy nữa: mi fa mi si, vẫn bấm mi trưởng rải xuống cái. Rồi đàn tiếp đô, nốt đố thôi, rồi bấm la thứ rải cái la vậy đó ha. Đó là coi như là xong phần thứ nhất của cái intro. Rồi vừa xong rồi bắt đầu các bạn đàn phần thứ hai. Phần thứ hai thì với những nốt đố thôi ha, nhưng mà mình sẽ lại phần thứ nhất để các bạn hình dung lại rồi mình chia sẻ phần thứ hai. Phần thứ nhất nè, các bạn sẽ đàn thế này nè. Các bạn đàn vậy đó. Rồi bây giờ các bạn bắt đầu đàn phần thứ hai ha. Phần thứ hai thì cũng những nốt đó, cũng bốn câu đó và với những nốt đó, nhưng mà bây giờ các bạn nãy là các bạn đầu vào thì từ từ khoan thai chậm rãi, bây giờ tăng cao trào lên chút xíu, các bạn sẽ chèn vào ha, theo kiểu đàn bolero. Bài này các bạn sẽ áp dụng trên kiểu bolero và chèn vào thì chèn theo kiểu mà bolero của chàng bass. Các bạn cứ gõ cái clip mà hướng dẫn đàn bolero có chàng bass điêu chuông, tiêu đề mình sẽ ghi trên màn hình, xem clip đó xong các bạn sẽ biết đàn vừa đàn bolero vừa chèn bass là như thế nào, cách chèn từng hợp âm, chèn những nốt bass nào, chèn ra sao, lúc chuyển hợp âm ra sao ha. Các bạn xem clip đó nha, mình không nhắc lại cái clip đó nha các bạn. Rồi hoặc là cái kiểu mà như mình chia sẻ các bạn lên xuống á, thì các bạn ví dụ như thay vì cái đàn bolero căn bản là các bạn rải chắc bum chắc bum chắc bum, bây giờ không rải lên xuống chắc, thì từng câu hát các bạn nghe nó sẽ liền mạch hơn ha, lên xuống nó sẽ hay hơn. Thì để mà đàn được lên xuống, các bạn xem giùm mình cái clip mà hướng dẫn vừa đàn solo note vừa chèn hợp âm điệu bolero thì phải ha. Vừa đàn solo note vừa chèn hợp âm điệu bolero, tiêu đề mình cũng ghi trên màn hình, xem clip đó xong các bạn sẽ, tại vì mình không nhớ rõ chính xác cái tiêu đề nha các bạn, xem clip xong các bạn sẽ biết rõ là cái lên xuống đàn như thế nào. Ở đây mình cũng không nhắc lại để mất thời gian các bạn nha. Rồi thì tóm lại phần thứ hai các bạn sẽ đàn thế này, cũng những nốt là nãy thôi ha. Mi fa mi đô, rồi bấm đô trưởng lên xuống chát bum. Rồi đàn tiếp câu thứ hai: mi fa mi si, bấm mi bãi y như trên vậy đó, y như phần thứ nhất rồi, nhưng mà cách chèn nó khác, nãy các bạn rải thôi, còn bây giờ các bạn sẽ chèn điệu vào, bấm mi trưởng lên xuống chát bum. Rồi đàn tiếp câu giống vậy nữa: mi fa mi si, cũng bấm mi trưởng chèn lên xuống chát bum, thêm cái chát nữa. Rồi đàn tiếp hai nốt đô la, hai nốt này thôi, không chèn không gì nữa, để cho nốt la này nó vang luôn. Rồi bắt đầu hát: thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ, để cho nốt la này vang luôn, rồi bắt đầu các bạn hát luôn ha, vào bài luôn ha. Rồi rồi mình sẽ đàn lại cái phần thứ hai intro, cái phần thứ hai để các bạn tham khảo ha. Cái đàn sẽ đàn thế này: vào bài ha. Rồi intro các bạn thấy hai phần và nó giống nhau, một phần thì coi như là bốn câu đây ha. Phần thứ nhất thì đàn chậm chậm và các bạn chỉ rải hợp âm thôi. Phần thứ hai thì cũng những nốt đó, cũng hơn hợp âm đó luôn, nhưng mà chèn điệu bolero vào là các bạn đàn được nguyên intro. Thấy nó dài nhưng mà thực ra nó không khó, nó rất là ngắn thôi, tại vì nó giống nhau lặp lại thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ mẫu lại intro các bạn tham khảo lại lần nữa ha. Đầu clip thì cũng mẫu rồi, bây giờ lại các bạn tham khảo intro lần nữa rồi vào đoạn đầu tiên cho các bạn. Rồi
sau các bạn biết hết hai phần là như vậy, các bạn cứ tập từ từ, chậm chậm tới nhanh, chia làm hai phần tập từ từ ha. Được phần 1 được rồi mới tập phần 2. Phần 2 được rồi ráp hai phần lại, đàn nguyên intro và đàn từ chậm chậm tới nhanh lên ha. Rồi các bạn cứ từ từ các bạn tập nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mẫu lại, các bạn tập được rồi các bạn cứ đàn y như mình vậy là được. Rồi các bạn tham khảo lại intro rồi vào đoạn 1 cho các bạn nè. Xong phần thứ nhất rồi, đàn phần thứ hai. Rồi vậy là các bạn vào đoạn 1. Thời gian dần trôi đã bao năm qua lặng lẽ, nó là cuối cùng để cho nó vang. Rồi bắt đầu vào hát đoạn đầu tiên nha. Và cái đoạn 1 này các bạn áp dụng kiểu đàn bolero rải dây giống như đầu clip mình các bạn mẫu các bạn tham khảo. Bạn nào chưa đàn được bolero rải dây các bạn cứ gõ bolero rải dây điều chương rồi xem clip xong các bạn sẽ biết rải như thế nào, đàn rải như thế nào nha. Đoạn 1 áp dụng kiểu đàn bolero rải dây, đoạn 2 áp dụng kiểu đàn bolero có chàng bass. Điệp khúc là hoạt giả bolero cho cao trào nhất. Rồi tới đoạn cuối trở lại đàn có thể là bolero căn bản hoặc là bolero có chàng bass giống đoạn 2 nha. Thì từng kiểu đàn bolero đó mình đã chia sẻ hết các bạn hết rồi, cách đàn như thế nào, từ hợp âm đàn ra sao, chuyển âm như thế nào mình chia sẻ hết rồi ha. Cứ như hôm nay là sau những bài sau này cứ như thế các bạn áp dụng thôi nha. Rồi mình sẽ lại các bạn tham khảo một lần nữa đi ha, cái phần intro hết intro và hát đoạn đầu tiên để các bạn tham khảo mẫu luôn cái kiểu đàn bolero rải dây ha. Thực ra đầu clip mình cũng mẫu rồi nhưng bây giờ lại cho các bạn tham khảo lại nha. Rồi các bạn tham khảo lại. Mà sao đời tôi vẫn cô đơn như thuở nào. Ngày tôi 18 chót yêu ai bằng trái tim, tôi say vào rất mong nhưng đâu ngờ duyên không thành. Đó, nguyên đầu một các bạn điểm dậy rải dây, hợp âm tới đâu chỉ tới đó. Và ngay nhịp các bạn không, cứ điều tay mà các bạn rải ha. Cách đàn bộ rồi đây, rải dây mình chia sẻ các bạn rồi, các bạn xem clip đó nha. Rồi bây giờ mình chỉ đọc hợp âm thôi, cứ thế các bạn áp dụng nha. Rồi, thời gian dần trôi là thứ vã bao năm qua lặng lẽ đâu tưởng. Mà sao đời tôi rê thứ vắng cô đơn như thuở nào là thứ cứ tiếp tục. Ngày tôi 18, 17, chót yêu ai bằng trái tim 17 luôn. Tôi say vào giấc mộng đâu tưởng nhưng đâu ngờ duyên không thành. Không thành là 17, rồi sau đó bấm 17 vẫn giữ 17 dậm cái ngân rồi bắt đầu hát đoạn 2. Đoạn 1 này cũng rất là đơn giản ha các bạn. Mình nói 17 chứ các bạn sử dụng mi trưởng cũng được, các bạn sử dụng mi trưởng 17 cũng được ha. Tóm lại hết đoạn 1 thì duyên không thành là bấm 17 rồi vừa xong nè. Nhưng đâu ngờ duyên không thành. Đó vừa xong thành là bắt đi cái rồi sau đó vẫn bấm 17 dậm cái rồi hát đoạn 2 vậy thôi ha. Rồi ví dụ các bạn hết đoạn 1 qua đoạn 2. Tôi say vào giấc mộng nhưng đâu ngờ duyên không thành. Từ đó với cô đơn như tình nhân, một thân lẻ loi biết ai chia sẻ nỗi lòng. Và tôi đã gửi gắm tâm tư qua khúc ca, tôi không hề tránh đời hay giận đời phụ tình tôi. Rồi nguyên đoạn 2 là các bạn sẽ điểm như vậy đó ha. Và đoạn 2 là áp dụng kiểu đàn bolero có chàng bass. Như mình nói các bạn là các bạn xem cái clip lúc nãy mình nói rồi ha. Cái đàn bolero có chàng bass đó. Rồi các bạn sẽ biết đàn như thế nào ha. Rồi bây giờ mình đọc hợp âm cho các bạn. Đoạn 2 thì hợp âm nó cũng như đoạn 1, thay đổi câu cuối cùng thôi. Đời tôi từ đó là thứ với cô đơn như tình nhân, đâu tưởng một thân lẻ loi rơi thứ biết ai chia sẻ nói lòng là thứ. Và tôi đã gửi là 17 gắm tâm tư. Và tôi đã gửi gắm, nhưng mà ngay gửi là hết ngang nhịp các bạn, ngay cái bum ngay phát đầu tiên rồi đó ha. Cho nên các bạn nghe đó các bạn chỉ 17. Và tôi đã gửi, ở đây bật mi, gửi gắm tâm tư qua khúng ca. Tới đây ngay nhịp rồi ha, 17 luôn. Tôi không hề trách đời vẫn giữ 17 hay dằn ngươi phụ tình tôi, là về là chủ âm là thứ. Rồi là hết đoạn 2. Hết đoạn 2 các bạn bấm la thứ lên xuống chắc rê mi son la, lọc bum nốt này thôi ha.
Tôi không hề trách đời hay rằng đời phụ tình tôi lên xuống chắc về mì giòn la. Đó, lót vậy đó. Vừa lót xong thì bắt đầu quạt chả lên liền nha các bạn. Về mì giòn la. Rồi quạt chả lên hát đẹp khúc. Lòng tôi trung thường một mối tình. Vậy đó ha. Vừa hết đoạn 2 lót lên xuống chắc rê mi son la, rồi quạt chả lên liền. Quạt chả bolero đàn điệp khúc mình chia sẻ rồi, các bạn cứ gõ quạt chả bolero để đàn điệp khúc đi chương, rồi xem đó các bạn sẽ biết quạt là quạt như thế nào nha. Rồi bây giờ ví dụ các bạn hết đoạn 2 qua điệp khúc, hết đoạn 2 luôn, nhắc lại các bạn là lót câu này nha. Người phụ tình tôi bấm là thứ đàn bắt là cái tôi, rồi sau đó vẫn bấm là thứ lên xuống chắc rê mi son la, sau đó vẫn bấm là thứ quạt chả lên liền hát ha điệp khúc. Lòng tôi chung buồn một mối tình. Vậy đó ha. Rồi ví dụ các bạn tham khảo hết đoạn hàng qua điệp khúc. Tôi không hề trách đời hay giận đời phụ tình tôi. Lòng tôi chung buồn một mối tình. Mười năm qua rồi chưa lãng quên. Sầu trái trong tim tương cuộc tình đã dở dang, làm sao quên được của ban đầu đó. Vậy đó ha. Rồi cứ quạt chả điều tay mà quạt và hát hết cái điều khúc thôi nha. Điều khúc các bạn cũng có thể chia thành hai phần như lúc nãy mình nói cái phần solo đó, bây giờ điều hát thì cũng chia hai phần ha. Rồi cứ quạt điều tay mà quạt, không tới đâu chỉ tới đó nha các bạn. Lòng tôi là thứ trong vui một mối tình, rời thứ mười năm vẫn giữ rời thứ qua rồi chưa lãng quên, là thứ chuyện xưa mì bãi dây dứt mãi trong tim đồ trưởng, giọt sầu cháy trong đêm mì bãi thương cuộc tình đã dở dang mì bãi luôn. Là coi như hết phần thứ nhất, các bạn có thể quạt bỏ một nhịp rồi hát tiếp. Thương cuộc tình đã dở dang ra ra rắc rắc bùm rắc bùm làm sao nữa. Nói chung cũng chưa tới một nhịp ha. Nói chung là các bạn cứ quạt điều tay, cứ canh ngay nhịp mà các bạn hát thôi, học âm mình ghi sau lưng chữ nào thì ngay đó là ngay cái nhịp của bạn, thì các bạn cứ chuyển ha, ngay cái bùm đó là các bạn cứ chuyển âm đó là được nha. Rồi cứ hát thì suốt hết điệp khúc nha. Thứ cuộc tình đã dở dang mi bãi làm sao trở lại là thứ này. Phần hai nó giống như phần thứ nhất của điệp khúc, quên được thở ban đầu thế này, rơi thứ y phần thứ nhất ha. Tình xưa vẫn giữ rơi thứ bây giờ thành nỗi đau là thứ đời tôi mi bãi, năm tháng vẫn long đong đâu trưởng, các bạn thấy y phần thứ nhất. Thiên tình vẫn lênh đênh mì bãi từ đây, giống như hệ nhất giọt sao cháy trong đêm. Còn này thiên tình vẫn lênh đênh y chang ha. Rồi câu cuối cùng này khác. Giữa dòng đời đầy bao dông, về lại chủ âm. Rồi giữa dòng đời đầy bao dông, về lại là thứ. Đó là hết điệp khúc. Rồi hết điệp khúc thì lót. Dòng đời đầy bao dông, các bạn hãy lót ra ra rắc rắc mi rê đô si la ha. Ra ra rắc rắc mi rê đô si la, câu lót rất quen thuộc. Hoặc là ra ra rắc mi fa mi rê đô si la, à cũng được ha, không thì cứ dễ thì ra ra rắc rắc mi rê đô si la. Rồi sau đó bấm là thứ, dặm cái ngừng và hát đoạn cuối vậy thôi ha. Rồi tức là câu lót rất quen thuộc thôi, hết điệp khúc. Dưới dòng đời đầy bao dông, bấm là thứ ra ra rắc rắc mi rê đô si la la. Rồi ngừng hát đoạn cuối, chiều nay dừng chân quán nó vậy ha. Vừa xong cái dặm hát đoạn cuối. Rồi ví dụ các bạn hết điệp khúc vào đoạn cuối. Thiên tình vẫn lênh đênh giữa dòng đời đầy bao dông, chiều nay dừng chân quán bên xưa mưa tầm ba, chợt nghe bài ca cũ miên man một nỗi buồn, bài ca gửi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng riêng tôi đợi con cô đơn. Nguyên đoạn cuối thì các bạn cứ áp dụng lại, có thể là bolero căn bản cũng được, hoặc là bolero chèn bass giống đoạn 2, và cách đàn cách điểm hợp âm y chang đoạn 2, chỉ có cái lời văn khác thôi ha. Chiều nay dựng chăng là thứ quán bên sông mưa tầm tã đâu trưởng, chợt nghe bài ca về thứ cũ miên man một nỗi buồn là thứ, bài ca gửi nhớ mì bãi biết bao nhiêu hình bóng xưa mì bãi, ai vui say dắt nồng là mì bãi luôn, riêng tôi đợi con cô đơn, về lại là thứ là hết đoạn cuối. Rồi hết đoạn cuối cũng lót câu giống đoạn 2, con cô đơn lên xuống chắc về mì son la, vậy đó ha. Đơn lên xuống chắc về mì son la. Rồi lót xong thì bắt đầu các bạn, tức là câu lót y chang đoạn hai hay nằm cuối y chang vậy. Lót xong thì tính tiếp, một là các bạn gian tấu, nếu muốn gian tấu hát lại bài này thì các bạn có thể solo đoạn 2,
và bắt đầu hát lại từ ngay điệp khúc đó, nốt solo đoạn 2 lúc nãy mình chia sẻ các bạn rồi đó. Lòng tôi chung buồn một mối tình đó, vậy đó. Mỗi năm rồi điệp khúc lúc nãy các bạn điểm thế nào, bây giờ điểm y chang vậy nha. Rồi cho hết điệp khúc, hết điệp khúc không xong thì cũng y chang lần đầu rồi hát đoạn cuối. Đoạn cuối thế nào, bằng lần hai này cũng y chang vậy, rồi cũng hết đoạn cuối cũng lót lên xuống chắc rê mi sol la. Rê mi sol la xong thì bắt đầu các bạn sẽ hát lặp lại từ ngay chỗ này. Bài ca gửi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng riêng tôi đời, tới đây ngưng không hát nữa. Ai vui say giấc nồng riêng tôi đời, nó đàn cho hết nhịp. Riêng tôi đời đàn cho hết nhịp luôn rồi ngưng ha. Rồi hát ba chữ còn lại, còn cô đơn. Rồi còn cô đơn xong thì bắt đầu cũng lót, hoặc là còn cô đơn xong kết ao luôn, khỏi lót cũng được. Còn cô đơn bấm là thử lên xuống chắc, rồi kết ao. Mà kết ao thì các bạn đàn giống y cái phần thứ hai intro, tức là y chang intro nhưng mà bạn lấy từ phần thứ hai thôi. Cái phần đầu thì mình chỉ rải rải hợp âm im dịu thì nó không thích hợp cho cái phần kết ao, cho nên là kết ao thì đàn giống y phần thứ hai của intro đó, như thế nào kết ao y chang vậy. Trước khi đàn phần thứ hai của intro thì nhớ lên xuống chát, bấm la thứ lên xuống chát, rồi mới đàn phần thứ hai. Y chang intro cũng được ha. Nó tức là giống phần thứ hai thôi nha các bạn, bỏ phần thứ nhất đi. Kết ao là y chang intro, nhưng mà chỉ từ phần thứ hai bỏ phần thứ nhất là các bạn làm kết ao ha. Rồi, nhắc lại các bạn một lần nữa rồi mình sẽ ví dụ. Tức là khi hát hết bài lần đầu, các bạn muốn nhạc tấu thì các bạn cứ solo nó đoạn 2 giống như lúc nãy mình mẫu các bạn đó ha. Hát đoạn 2 xong, các bạn sẽ bắt đầu hát lặp lại từ ngay điệp khúc, rồi hát đoạn cuối. Hát cuối xong các bạn sẽ kết ao, mà trước khi kết ao thì lặp lại từ ngay. Bài ca gửi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng riêng tôi đời, từ đây vẫn giữ 17 nè. Và đàn hết nhịp, say giấc nồng riêng tôi đời. Rồi hát tiếp ba chữ còn lại, còn cô đơn. Rồi hát xong, rồi bấm la thứ lên xuống chát, rồi đàn phần thứ hai của intro. Vậy đó ha. Rồi ví dụ các bạn tham khảo nè, cái phần kết ao này nè. Ví dụ hát hết bài, ai vui say giấc nồng riêng tôi đợi, còn cô đơn lót. Hát lặp lại, bài ca gửi nhớ biết bao nhiêu hình bóng xưa, ai vui say giấc nồng riêng tôi đợi, còn cô đơn lần xuống chắc. Intro thế nào là kết ao của đàn y chang vậy, cái phần thứ hai đó nha các bạn. Rồi coi như hôm nay là đáp ứng xong yêu cầu các bạn với bài Đời còn cô đơn trên tông là thứ bao đầu tiên cho các bạn. Rồi có cho nào thắc mắc thì các bạn cứ comment cho mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tới.